Sau khi đá lại thành công của ông 11m hôm 9 tháng 3, tiền đạo Dortmund Erling Haaland đã lao tới và hét to vào thủ thành Bono. Đó là một câu thầm chú đầy màu sắc mê tín. Theo những gì truyền hình ghi lại được, ở lần đá phạt đền trước đó, khi chặn được cú đá Haaland, dù Bono không để chân trên vạch vôi theo đúng luật, thủ thành 29 tuổi đã hét Kirikocho ngay lúc tiền đạo của Dortmund lấy đà. Và khi như Haaland nói sau trận, anh đã hét lại vào Bono chính từ này. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình ở dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và luôn ủng hộ cho kênh của chúng mình nha. Sự đối địch giữa các đội bóng hay cá nhân các cầu thủ là một phần làm nên sức hút đặc trưng của môn thể thao vua. Mặc dù cùng ra sân và cống hiến những màn trình diễn đặc sắc, nhưng có nhiều bàn thắng và pha ăn mừng chính là cách đáp trả ngọt ngào nhất mà nhiều chân sút muốn gửi đến đối thủ của mình. Nếu không muốn nói là ăn miếng trả miếng. Sau đây, mời các bạn cùng xem lại những màn trả thù ngọt ngào trong bóng đá. Ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League mùa giải này, Dortmund hưởng quả đá phạt 11m sau khi một cầu thủ của Sevilla phạm lỗi. Trên chấm đá phạt, Haaland đã không thắng được thủ thành Bono nên đã bị người giữ đền của Sevilla châm chọc. Nhưng công nghệ VAR vào cuộc và xác định thủ môn của Sevilla đã di chuyển sớm trước khi Haaland thực hiện cú sút. Do đó, anh có cơ hội để đá lại và lần này chân sút người Na Uy thực hiện thành công. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như Haaland không lao tới vị trí thủ môn Bono và hét lên như để trả đũa. Bức xúc trước hành vi khiêu khích của Haaland, một số cầu thủ Sevilla đã đuổi theo định ăn thua đủ với tiền đạo trẻ người Na Uy. Kết quả là pha bóng lộn xộn này khiến cả hai bên đều bị trọng tài phạt thẻ vàng. Trong trận bán kết lượt đi cúp nhà vua Tây Ban Nha giữa Barca với Valencia năm 2016, ngôi sao người Brazil Neymar từng bị Balogun đã xô ngã trong một pha tranh chấp ở đường biên. Và phút chốc sau, trong khi khán giả hâm mộ phải ngã mũ với kỹ thuật cá nhân vô cùng điêu luyện, thì cầu thủ của Valencia lại ngơ ngác biến thành nạn nhân của pha đánh gót sâu kim mà Neymar thực hiện trong khi quay lưng lại. Kanté được biết đến là một trong những cầu thủ thuộc dạng hiền lành nhưng sẽ đáp trả nếu có kẻ bắt nạt mình. Cầu thủ người Pháp đã chứng minh điều này tại Stamford Bridge trong trận Chelsea gặp Tottenham hồi tháng 1 năm 2019 khi Daniel Rose đối mặt và dùng tay đẩy mạnh Kanté để giành bóng. Rõ ràng không vui điều mà Rose đã làm, Kanté lập tức đáp trả bằng một pha tắt bóng vào đối thủ. Mỹ và Mexico có trận giao hữu vào ngày 11 tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại là màn xô xát giữa hậu vệ Miazga của Mỹ và tiền đạo Diego Lainez bên phía Mexico. Hai cầu thủ này đã có lời qua tiếng lại sau một pha tranh chấp bóng. Miazga với thể hình cao lớn 1m93 đã đưa tay chế nhạo chiều cao khiêm tốn của Lainez 1m67. Không lâu sau đó, cầu thủ nhỏ bé chính là người đã khiến kẻ khinh thường mình phải bật ngã trong một pha đi bóng. Trở lại thời điểm tháng 4 năm 2012, trong trận đấu giữa Dortmund và Bayern Munich tại Bundesliga, Bayern được hưởng quả đá phạt 11m, nhưng Robben đã không thắng nổi thủ thành Weidenfeller. Ngay sau quả hỏng ăn, hậu vệ đối phương Subotic đã hùng hổ chạy lại chỗ Robben và buông những lời lẽ cay nghiệt dành cho tiền vệ này. Chung kết Champions League mùa 2012-2013, Robben đã ghi một bàn thắng quyết định ở phút 89, giúp Bayern đánh bại Dortmund tỷ số 2-1 và đem về chức vô địch. Nhiều người cũng gọi chức vô địch Champions League lần này là cuộc báo thù ngọt ngào của Robben. Tháng 3 năm 2020, Paris Saint-Germain đã chiến thắng 2-0 trước Dortmund để giành quyền vào tứ kết Champions League. Sau khi trận đấu khép lại, dàn sao Paris Saint-Germain gây chú ý khi đồng loạt ăn mừng bằng cách ngồi thiền giống như cách Erling Haaland từng làm sau khi ghi bàn ở trận lượt đi. Cristiano Ronaldo từng bực tức vì bị cầu thủ đa năng Alessandro Florenzi bên phía AS Roma theo kèm quá rác, dẫn đến buông lời nhạo báng hậu vệ AS Roma lùng. Tuy nhiên, chính cầu thủ bị châm chọc này đã khiến cho Juve phải nhận trái đắng khi anh là người mở tỷ số cho chiến thắng 2-0 của Roma hôm đó. Di Maria từng là mục tiêu bị khiêu khích và chỉ trích của cổ động viên Man United
bởi anh tuyên bố chưa bao giờ muốn tới đội bóng nước Anh. Trận lượt đi vòng Knockout Champions League giữa MU và Paris Saint-Germain tháng 2 năm 2019, anh bị Ashley Young đẩy vai ngã vào biển quảng cáo một cách đau đớn và nhận những tiếng chế giễu từ khán đài. Nhưng trận đấu hôm đó, Di Maria đã hoàn tất ngày thi đấu chói sáng, hơi cũng không ngại khiêu khích cổ động viên đối phương. Tuy nhiên, 3 tuần sau, mọi thứ đã bị lật ngược khi United thắng 3-1 nhờ một quả phạt đền muộn của Marcus Rashford để đi tiếp thông qua lượt bàn thắng sân khách. Quả là một đêm lịch sử khi Man United trở thành đội đầu tiên lật ngược trận thua 0-2 trên sân nhà ở Champions League. Đối với Di Maria, đó sẽ là một đêm đáng quên và có lẽ anh sẽ không thể nuốt trôi những vấn đề của mình. Thật đúng là chẳng ai ngờ được điều gì. Chung kết Euro 2016, Ronaldo khao khát lập một loạt kỷ lục và muốn cùng Bồ Đào Nha vô địch. Tuy nhiên phút thứ 8, anh dính chấn thương sau pha vào bóng của Dimitri Payet, khiến anh cuối cùng phải rời sân trong nước mắt. Không biết thế nào, tại trận chung kết Europa League 2018, chính Payet cũng không may mắn bị tái phát chấn thương và phải rời sân từ sớm cùng những giọt nước mắt. Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ thường xuyên bị khán giả đối phương la ó, thậm chí chế giễu khi ra sân. Chẳng hạn như khi anh cùng Bồ Đào Nha đến làm khách trên sân của Albania tại vòng loại World Cup 2010, tấm poster Miss World 2010 bêu xấu CR7 vì gu ăn mặc, cách cư xử kỳ lạ, đồng thời chế giễu anh sẽ vắng mặt Miss tại World Cup năm đó. Nhưng thường thường, đối mặt với những tình huống như thế, cầu thủ này sẽ đánh mặt khán giả bằng những bàn thắng mà anh ghi được. Chung kết World Cup năm 2010, cú dứt điểm của Adrian Robben lại chạm đúng vào chân của Casillas, khiến bóng đi chệch cột trong gang tấc. Đồng thời, Hà Lan cũng nhường cơ hội đăng quang ngôi vô địch thế giới cho Tây Ban Nha. 4 năm sau, những người Hà Lan bay đã đòi lại món nợ trước đó với chiến thắng cực kỳ ấn tượng, mà Robben là người đã nâng tỷ số lên 5-1 với pha đi bóng tốc độ khiến thủ môn Casillas bất lực. Ở hiệp đầu của trận tranh siêu cúp châu Âu 2018, trung vệ Ramos đã có màn dằn mặt đối thủ khi nhảy lên tranh bóng rồi đánh cùi chỏ thẳng vào mặt Diego Costa, khiến tiền đạo này lăn ra ôm mặt đau đớn. Trong một tình huống đua tốc độ cao bên đường biên, Ramos tung chân chùi bóng thành công nhưng ngã xuống sân như một hệ quả tất yếu. Costa tận dụng cơ hội này sút thẳng vào đầu Ramos. Đây thực sự là sân đấm bốc giữa hai cầu thủ hiếu chiến bậc nhất làng bóng đá. Mùa giải 1997-1998, Alvin Haaland, cha của Erling Haaland, từng khiến Roy Keane dính chấn thương dây chằng trong một trận đấu. Lúc đó, ông Haaland còn tưởng và buộc tội tiền vệ này ăn vạ. Vào năm 2001, trong trận derby thành Manchester gặp MU, khi gặp lại kẻ đã từng khiến mình bị thương, Roy Keane quyết ý trả thù đối phương bằng một pha vào bóng ác ý, và chấn thương này khiến ông Haaland phải giải nghệ sau đó.
Vừa rồi là mẩu chuyện về những màn đáp trả ngọt ngào lẫn gay gắt trong bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.